khi các nàng hậu khiến hàng bình dân mang tầm quốc tế, từ đồ bộ đến dép tổ ong, bánh tráng đều có đủ. For me. Okay, okay. 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 Oh, it's purple. Thank you. Món quà dành tặng cho người đẹp nước bạn là một trong những hoạt động thường thấy của những đại diện Việt Nam khi đi chinh chiến tại những đấu trường nhan sắc cấp quốc tế. Mỗi món quà đều là hiện hữu những ý nghĩa văn hóa của con người Việt Nam khiến đại diện quốc tế vô cùng thích thú. Nguyễn Thúc Thủy Tiên tiếp tục cuộc hành trình chinh phục vương miện Miss Grand International 2021 tại đất nước Chùa Vàng. Đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thủy Tiên liên tục khiến khán giả tự hào khi có phong độ ổn định, tự tin, thân thiện với các thí sinh cùng nhà chung. Mới đây, người đẹp 23 tuổi ghi điểm khi tặng người bạn cùng phòng Miss Grand Lào đôi dép tổ ong màu xanh, khiến dân tình bất ngờ vì món quà độc đáo. Đại diện Lào vô cùng hào hứng nhận món quà từ đại diện nước láng giềng. Nguyễn Thúc Thủy Tiên luôn khiến khán giả tự hào, kỳ vọng khi thể hiện được khả năng giao tiếp hoạt bát, sự thân thiện, tràn đầy năng lượng xuyên suốt cuộc thi. Đại diện Việt Nam đứng vị trí đầu bảng sau vòng bình chọn online top 5 trang phục áo tắm. Người hâm mộ mong đợi cô sẽ giữ vững phong độ trong giai đoạn nước rút, tỏa sáng trong đêm bán kết và chung kết quan trọng, có thể tạo được dấu ấn tại Miss Grand International 2021. Đỗ Thị Hà. Like this. Mm-hmm. What is it? No. Okay. I like it. How do you feel about this food? Really nice. Really yeah. Delicious. Do you like it? Yes. You want to go to Vietnam and try it again? I really want. Là thí sinh cuối cùng có mặt tại nhà chung của Miss World 2021, Đỗ Thị Hà nhanh chóng nhập cuộc. Trong số hơn 200kg hành lý, nàng hậu dành riêng một vali đựng toàn đồ ăn vặt gồm bánh tráng trộn, hạt điều cùng người bạn cùng phòng, người đẹp Mông Cổ thưởng thức. Hoa hậu Mông Cổ Bute Ujin Anu rất thích thú với món quà mà đại diện Việt Nam mang đến sau chuyến bay hơn 40 giờ đồng hồ. Cô mong muốn được sang Việt Nam thưởng thức món ăn này trực tiếp tại quê nhà của Đỗ Thị Hà. Bên cạnh đó, nàng hậu sinh năm 2001 thể hiện sự tự tin thân thiết với các người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, giữ vững phong độ trong chặng hành trình Miss World 2021. Hiện tại, Đỗ Thị Hà đã hoàn thành các phần thi Tài năng, Head to Head Challenge, Dance of the World và xuất sắc lọt top 27 người đẹp tài năng. Người hâm mộ dự đoán nàng hậu sẽ làm nên chuyện trong thời gian tới. Khánh Vân. Nguyễn Trần Khánh Vân là hoa hậu để lại nhiều ấn tượng khi tham gia chinh chiến tại cuộc thi nhan sắc uy tín bậc nhất hành tinh Miss Universe 2020. Nàng hậu khiến khán giả vô cùng bất ngờ xen lẫn sự tự hào khi dành tặng món quà bình dân là những bộ đồ thun lạnh giá 120.000 đồng đến hai hoa hậu cùng phòng là Janette Aqua, Grey Beaton và Francisca Luhong Jem Malaysia. Trong suốt hành trình, Khánh Vân và những người bạn cùng phòng rất thân thiết, họ được khán giả đặt biệt danh là hội chị em đồ thun lạnh. Chia sẻ về món quà, hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam nói: "Bộ đồ thun lạnh là trang phục bình dân mà mọi cô gái ở Việt Nam đều mặc, vừa thoải mái dễ vận động, vừa phù hợp với thời tiết nóng của mùa hè. Nếu có thể diện váy đẹp lộng lẫy đi sự kiện thì tại sao khi ở nhà không biến bộ đồ thun lạnh trở thành trang phục thời trang chứ?" Theo như được tiết lộ thì Kim Duyên thi đấu tại Miss Universe cũng mang theo đặc sản bánh tét để mời bạn cùng phòng. Những món quà của các đại diện Việt Nam lựa chọn tặng bạn cùng phòng khi tham gia cuộc thi nhan sắc đơn giản, mộc mạc, mang trọn văn hóa đời sống tinh thần của quê nhà. Đây là dịp giúp các người đẹp quảng bá nét đẹp của đất nước hình chữ S, tôn vinh giá trị con người Việt Nam. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!